Dạ vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với video chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về livestream, bán hàng bằng livestream, livestream chia sẻ và chăm sóc khách hàng, livestream tạo thương hiệu, đúng không ạ? Và tăng doanh số nhờ livestream, cách gọi nào cũng được. Và video này sẽ là một video vô cùng đặc biệt, vô cùng chất lượng. Các bạn sẽ chưa bao giờ thấy. Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ một quy trình livestream theo kịch bản đấu giá đối với một sản phẩm mẫu là sản phẩm đá quý. Và đồng thời thì các bạn cũng sẽ được xem thêm những cái video mà tôi đã livestream đấu giá để các bạn có thể là hiểu biết thêm về cách tôi làm. Tôi cũng sẽ giới thiệu thêm nhiều các hình thức khác nữa sau. Ok, tức là tôi sẽ hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ thao tác, sau đó thì tôi sẽ có cả cái video tôi đã từng livestream đấu giá bán rất thành công cho các bạn xem. Tức là chúng ta phải học từ những người thành công, đúng không ạ? Thì tôi đã livestream thành công, tôi cho các bạn xem điều đấy, được chưa ạ? Thế thì ở đây một cái phần rất là dài thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một chút, được chưa ạ? Thì thứ nhất là tôi muốn sẽ gửi cho các bạn cái file Word như thế này, dài khoảng độ 18 trang, mười mấy trang thì đó, tôi viết chi tiết cho các bạn, có thể đảm bảo tính bản quyền là từ tôi ra. Trong khóa học này tôi sẽ gửi tặng cho các bạn, được chưa ạ? Thì đầu tiên thì tôi muốn nói là quy trình bán đấu giá thông qua livestream trên Facebook. Phần thứ nhất là phần định dạng của chương trình, đúng không ạ? Thì phần định dạng của chương trình thì tôi sẽ nói là cái thời gian tổ chức đấu giá thì các bạn có thể tổ chức một phiên vào sáng, trưa, chiều, tối, như vậy 4 phiên, hay là các bạn chỉ tổ chức một phiên vào buổi tối thì chỉ có một phiên thôi, hay là các bạn tổ chức hai phiên, đúng không ạ? Sáng một phiên, tối một phiên, tùy. Cái phần này tôi đã nói rồi, tùy các bạn nhá. Thì đây, ví dụ như một phiên của tôi là từ 20 giờ cho đến 23 giờ hàng ngày, 3 tiếng đồng hồ, đúng không ạ? 3 tiếng đồng hồ đấu giá. Đặc biệt là chơi đá quý, đấu về càng đêm càng tốt, khoảng 9 giờ tối cho đến khoảng 0 giờ sáng ngày hôm sau, thì đấy là cái thời gian rất là tốt để cho cái việc của chúng ta livestream đấu giá đá quý, được chưa ạ? Vâng, thời gian thì có thể thay đổi phụ thuộc vào từng thời điểm mà do cái quá trình chúng ta làm livestream chúng ta sẽ thấy, đúng không ạ? Và livestream hàng ngày luôn, hàng ngày, ngày nào cũng có một số, hai số như vậy, được chưa ạ? Hình thức là hình thức đấu giá. Đấu giá tức là cái người này tranh mua của người kia, cộng đồng sẽ vào trả giá và tăng lên cao, đúng không? Và chúng ta sẽ đưa ra cái giá khởi điểm, vâng, cái giá khởi điểm của sản phẩm. Ví dụ trên tay tôi là một cái sản phẩm như này và giá khởi điểm tôi để là 100.000. Bước giá và quy định bước giá tức là cái số tiền mà họ sẽ trả chênh lệch. Ví dụ người này trả 100.000 thì người sau phải là trả 110, người sau nữa phải trả là 120. Cái bước giá tối thiểu là 10.000, bội số của 10 hay là bội số của 20, đúng không ạ? Hay là bội số của 50. Chẳng hạn như là 50 thì tức là 100 thì bạn phải trả 150, bạn phải trả 200, bạn phải trả 300, thì đấy gọi là bước giá, đúng không? Rồi thứ hai là chúng ta phải lựa chọn sản phẩm đấu giá cho phù hợp, không phải là cái gì chúng ta cũng bán đấu giá được. Trong trường hợp này tôi lấy ví dụ là đá quý, đúng không ạ? Thì những cái sản phẩm như vậy có giá trị cao và cái lợi nhuận của nó tốt mà người ta rất là khó xác định về giá, hoặc là thời trang thiết kế, hoặc là mỹ phẩm chúng ta có thể mới tung ra thị trường, hoặc là các dịch vụ spa, dịch vụ làm đẹp rất là tốt. Chứ còn những cái sản phẩm mà nó biết giá chính thức rồi thì chúng ta đấu thì cũng sẽ hơi khó một chút, đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta sẽ đấu giá theo nguyên tắc là đấu giá từ các sản phẩm giá rẻ trở đi. Ví dụ trong 2 tiếng đấu hay là trong 3 tiếng cái phiên mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta xác định là chúng ta sẽ đấu được 10 phiên hay là đấu được 20 phiên. Mỗi phiên chúng ta đấu 3 phút, 5 phút hay là 1 phút 30 giây tùy vào cái thời lượng chúng ta đấu. Thì chúng ta sẽ đi theo hình thức là giá sẽ tăng lên như thế này. Giá tăng lên như thế tức là sao? Đầu tiên là chúng ta chọn sản phẩm chỉ 50.000 để đấu, sau đó chúng ta chọn sản phẩm 100.000 để đấu, sau đó chúng ta chọn sản phẩm 200.000 để đấu, chúng ta chọn sản phẩm 500.000, chúng ta chọn khoảng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu tùy vào cái việc mà chúng ta đấu như thế nào, đúng không? Thì như vậy cái khách hàng người ta rất là dễ chấp nhận. Hoặc là chúng ta cũng có thể chơi hình sim nhấp nhô như thế này để làm sao để mà chúng ta sẽ tạo ra sự bất ngờ cho khách hàng, bán một cái rất là đắt, sau đó chúng ta đấu một cái rẻ, đấu một cái rất là rẻ, sau đó bán một cái rất là đắt. Không nhất thiết là chúng ta phải đi theo một đường thẳng từ rẻ đến lớn, đúng không ạ? Đấy,
Thứ hai nữa là tiếp theo là chúng ta phải có một số các cái sản phẩm làm quà tặng, đúng không? Chia riêng livestream là chúng ta bao giờ phải có quà tặng, thẻ cào, sản phẩm mẫu hoặc là sản phẩm giá rẻ hoặc là sản phẩm mà chúng ta có thể đi mua ở chỗ khác về để làm quà tặng để cho người ta bắt đầu mồi chài chơi trước cho nó vui, share game rồi share livestream rồi bắt đầu chơi warm up đối với cái livestream đó, được chưa ạ? Vâng. Sau đó thì chúng ta sẽ công bố luật chơi, đúng không ạ? Công bố luật chơi của đấu giá. Luật chơi như thế này, luật chơi như thế này. Thì chúng ta có thể viết, chúng ta ghim lên trên cái bài livestream của chúng ta. Thì đây là ví dụ như là giá bán lẻ chúng ta nên biết này. Sau đó chúng ta sẽ công khai bước giá này. Chúng ta công khai thời gian đấu giá 1 phút, 2 phút, 3 phút, ví dụ như vậy. Chúng ta có đồng hồ để chúng ta đo nhé. Phía màn hình các bạn nhìn thấy đồng hồ nó sẽ chạy. Đấy. Sau đó thì cái người tổ chức đấu giá hay MC làm cái chương trình livestream này, họ có quyền là công bố người nào là người chiến thắng và người nào là người không chiến thắng. Và nguyên tắc là nếu như người nào mà trả giá cao nhất thì người đó sẽ được mua hàng. Và nếu như mà người mua hàng mà không lấy thì cái người tiếp theo có quyền nhận được cái sản phẩm đó nếu như người đó bất đồng ý. Và người thứ hai trả giá cao nhất mà không mua thì người thứ ba là có thể nhận được sản phẩm nếu như người đó đồng ý. Tất nhiên là trong trường hợp mà không có ai nhận thì chúng ta lại được đấu giá lại và chúng ta vứt cái sản phẩm đấy ra, chúng ta đấu giá cái sản phẩm tiếp theo, cứ phiên nào nối tiếp, bởi vì nó cũng có những cái phiên nó hỏng, đúng không ạ? Đấy, thế rồi thì cái người cao nhất, người trả giá cao nhất và trong thời gian hạn mà chúng ta vẫn còn đấu giá thì người đó sẽ là những người mà nhận được sản phẩm, là quyền được mua, đúng không ạ? Và người chơi thì phải tôn trọng tuyệt đối cái quy định của luật chơi, đúng không? Không ăn gian, không tranh giành, không cãi vã chửi nhau. Đấy. Thứ hai là tôi nói về cái quy trình đấu giá nhóm mục 2. Thì phần 2.1 tôi sẽ trình bày về các cái bước chuẩn bị trước buổi đấu giá. Thì cái phần này trong cái video trước đó tôi đã nói rồi, có rất là nhiều cái sự chuẩn bị rồi, đúng không? Thì tôi nói lại thôi. Đấy, ví dụ như là cần phải có danh mục các cái sản phẩm sẽ đấu giá trong ngày hôm nay, cần viết mô tả của danh mục đó và ý nghĩa của sản phẩm, cách thức tư vấn, đúng không ạ? Rồi thì viết mô tả ngắn gọn của từng sản phẩm, chụp ảnh sản phẩm trước, sau đó ghim để đăng lên bài post trên Facebook rằng là 9 giờ tối nay tôi mới đấu, nhưng mà bây giờ 2 giờ chiều tôi đăng là tối nay tôi sẽ đấu 10 sản phẩm như này, sản phẩm 1, sản phẩm 2, sản phẩm 3, có hình ảnh, có viết mô tả, có giá trị cho tham khảo trước thì người ta mới sôi sùng sục, người ta mới đợi đến 9 giờ để người ta vào người ta đấu với mình. Thì cho nên tôi đã đấu giá, tôi không có cái quy trình như thế này, tôi làm rất là thành công. Nhưng sau khi tôi làm thành công xong thì tôi viết lại thành quy trình như này cho các bạn xem đó, và nó rất là dài nên tôi xem cái này để tôi nhắc các bạn luôn cho nó tiện, được chưa? Đó, chụp ảnh đẹp nhé, đấy, rồi xong mình đăng lên, mình tạo ra album, mình đăng lên để cho mọi người ta vào xem đấy. Và sau đó thì mình sẽ đăng các sản phẩm như vậy theo cái công thức là tối mình live stream thì sáng mình đăng một lần, chiều mình đăng một lần, tối trước đi live stream mình đăng một lần, cái bước khởi động đấy, đúng không ạ? Sau đó thì phần 2.2 này, bước tiếp theo là chúng ta chào hỏi và giới thiệu về sản phẩm, đúng không? Chúng ta sẽ chào hỏi như thế nào, cái sản phẩm này có tác dụng gì, rồi chúng ta nói về công dụng đấy, chúng ta cũng giới thiệu và thông báo về quy định của luật chơi. Thế rồi thì chúng ta sẽ công bố thời gian đấu giá, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bắt đầu cho khách hàng trả giá. Và sau khi mà khách hàng bắt đầu trả giá thì chúng ta làm MC thì chúng ta bắt đầu ở giữa, chúng ta gáy người này, chúng ta khích người kia, đúng không ạ? Để làm sao cái cuộc đấu giá rất là sôi nổi lên. Cố lên, đúng không ạ? Chị A ơi, chị A, tại sao chị A lại thua anh B như thế này? Anh B đã vừa trả giá cao hơn rồi đấy. Chỉ có chênh nhau 10.000 nữa thôi là chúng ta sẽ đạt được cái sản phẩm này, đúng không ạ? Nếu là tôi thì tôi sẽ trả gấp đôi anh gây kia luôn, ví dụ thế. Thì chúng ta làm rất là sôi nổi, đúng không ạ? Chúng ta kích thích mọi người tiếp tục trả giá, là một cái cuộc đua kỳ thú đấy. Thế nếu mà khách hàng cứ vào mà tranh mua tranh bán và có những bình luận xấu, đúng không ạ? Thì chúng ta phải giải thích, chúng ta phải trò chuyện với khách hàng để cho khách hàng hiểu. Thậm chí là mỗi một người vào comment là yêu cầu là phải trả giá ngay và để lại số điện thoại để mình lấy cái data cho nó chuẩn. Đấy, vừa dẫn chương trình nhá, vừa xem mà lại vừa phải dò xét cái profile của người đấu giá. Tại sao phải dò xét cái profile của người đấu giá? Bởi vì để biết là có những người mua thật hay người ta mua ảo.
Nếu mà gặp những người có nick ảo hoặc là nick rất là vớ vẩn, mình có quyền từ chối không cho họ đấu giá, để cái buổi đấu giá của mình nó chất lượng, để nó diễn ra nó thành công và mình bán được hàng, đúng không? Và tôi có một cái rất là thú vị mà không biết là các bên khác họ có làm không, hoặc là các bạn đã làm chưa, là khi họ comment, họ đấu giá xong họ thành người chiến thắng, đúng không ạ? Là tôi gọi điện trực tiếp, cho khách hàng ngay trên live stream. Tức là tôi đang live stream nhưng tôi vẫn gọi điện là: chào anh Nga, chị B, chị vừa đấu giá với Phan Anh đấy ạ. Vâng, anh vừa đấu giá với Phan Anh đấy. Anh đã chiến thắng một cái sản phẩm là đá quý tỳ hưu hay đá quý vật di lặc hay cái gì đó, đúng không ạ? Đấy, thì anh được chiến thắng với mức giá là 1 triệu đồng. Không biết là anh có nhận sản phẩm này không? Nếu mà anh nhận sản phẩm này thì chúng tôi sẽ liên hệ với anh vào ngày mai, 9 giờ sáng mai chúng tôi sẽ liên hệ và giao hàng cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều, vân vân. Thì cái buổi live stream như thế, khi người ta nhìn thấy mình gọi điện trực tiếp cho khách hàng thì người ta thấy là mình làm rất là tin cậy, mình làm rất là thật, chứ không phải là cái người chơi ảo người ta vào hay là tự mình trả sáng khiến người ta không tin tưởng. Thì một cái buổi mà Phan Anh live stream ngày xưa, cách đây 1 năm trước, Phan Anh live stream đá quý, một cái buổi như thế Phan Anh có thể bán được khoảng 15 sản phẩm và doanh thu có thể đạt khoảng từ 20 đến 30 triệu một tối. Thực ra nói thật là cái con số đấy cũng không hề tồi một chút nào, chỉ một tối làm 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi như vậy thì cũng không tồi một chút nào, đúng không ạ? Làm chơi chơi như vậy thế chúng ta gọi điện, đúng không ạ? Gọi điện trực tiếp hỗ trợ, sau đó mình sẽ dùng các cái nghiệp vụ của mình hỏi xem là khách có nhu cầu thật hay không, hay là khách vào chơi thôi. Sau đó mà sau khi xác minh xong là mình sẽ công bố chính xác và kết thúc cái phần phiên đấu giá cái sản phẩm này cho cái người chơi đó, và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái phiên tiếp theo, đúng không? Sau khi mình làm như thế xong thì mình lại tiếp tục. Sau buổi mình live stream thì hôm sau mình sẽ đóng hàng vào, mình ghi phiếu, ghi giá, ghi tiền và ghi địa chỉ, và mình cho nhân viên đi ship hàng, đó, được chưa ạ? Rất là tốt, đúng không ạ? Khách hàng ở đâu lấy địa chỉ ngay, sau đó thậm chí là yêu cầu là chuyển tiền trước hoặc là giao đặt cọc. Đấy, sau đó là chốt doanh số. Những cái trang thiết bị hỗ trợ trong cái quá trình đấu giá và live stream thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn rất nhiều rồi. Đấy, ví dụ như là chúng ta có thể mua chân dựng điện thoại, đèn chiếu, tăng độ ánh sáng lên, mua iPhone phát live stream, thế rồi thì đèn pin, rồi đèn xoay sáng, rồi đồng hồ, những cái phụ kiện, giấy nốt, giấy niếc, vân vân. Rồi mình cũng xác định về vấn đề nhân sự và chi phí. Ở đây tôi cũng tính hết cả các nhân sự và chi phí, thuê MC, thuê nhân viên, thuê người ship, đúng không ạ? Phân công lịch trực, tính toán chi phí, vân vân. Rồi thì chúng ta cũng sẽ được biết là chúng ta live stream trên những cái nick như thế nào, đúng không ạ? Mọi người rất là hay băn khoăn về việc là live stream trên nick cá nhân hay là fanpage hay là cả hai. Thế thì quan điểm của tôi thì cho rằng là live stream trên nick cá nhân thì tốt hơn rất nhiều, bởi vì nick cá nhân nó tương tác tốt hơn fanpage. Thế nhưng có những bạn thì bạn lại live stream trên fanpage thành công hơn. Thì cái việc là các bạn thấy như nào thì tùy các bạn lựa chọn. Một trong hai phương pháp đều tốt. Trải nghiệm cá nhân của tôi thì tôi thấy rằng là nick profile cá nhân ấy là tốt hơn rất nhiều. Đó, vì mình sẽ tăng được theo dõi, mình sẽ tương tác với được nhiều khách hàng mà mình đăng bài liên tục, mình có cái tính tương tác. Còn fanpage bây giờ nó không cho hiển thị ở trên trang cá nhân nếu mà chúng ta không chi quảng cáo, thì cũng rất là hạn chế cho chúng ta. Thế chúng ta có thể live stream một lúc cùng nhiều nick và chúng ta share, đúng không ạ? Chúng ta share rất nhiều thì chúng ta có thể lấy các nguồn đấu giá. Trước đây tôi đã thử live stream trên cùng một lúc là 2 nick để vào đấu giá, cùng live stream không có vấn đề gì cả. Bằng cách là tôi sẽ đặt 2 cái điện thoại ở phía trước mặt, tôi cùng live stream và tôi nhìn cả 2 điện thoại tôi làm với những khách hàng, không có vấn đề gì. Đấy cũng là một cách rất là thông minh để làm. Thì tôi vừa trình bày với các bạn một số những cái định hướng chi tiết. Thì trong cái video này, tôi nhắc lại, trong cái video này tôi sẽ gửi tặng các bạn cái file Word mà tôi vừa xem trên điện thoại, dài hơn 10 mấy trang đấy, hướng dẫn chi tiết, được chưa ạ? Và thứ hai nữa là tôi sẽ gửi cho các bạn một số các cái video live stream đấu giá, một hai cái gì đấy để kèm vào cái bộ video này để các bạn xem thêm, để các bạn học hỏi. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn thêm các cái video khác của các người khác nữa, được chưa ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video bài học là hướng dẫn live stream đấu giá. Vâng, live stream đấu giá
lấy một cái sản phẩm ví dụ tôi đã làm rồi, nó là sản phẩm đá quý. Các bạn có thể tham khảo về mô hình này và cách thức làm phù hợp nếu như mà các bạn làm, được chưa ạ? Xin được cảm ơn các bạn, và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin được liên hệ với tôi để được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại.